Xin chào quý khán giả trên kênh Dùng Đất Rồng nha. Hôm nay thì Tony đang ở trong một cái vườn của anh bạn bên thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu quý khán giả. Đây, trước sân nhà của ảnh đang có một số cái gốc mai bonsai rất là đẹp, cho nên là quay để cho quý khán giả trên kênh Dùng Đất Rồng mình chiêm ngưỡng chơi cho vui chứ không có giao lưu buôn bán gì ha. Mai thứ dữ không nha. Đó. Cây đầu tiên đi, giới thiệu chi tiết luôn nè, cây mai bay. Cây này tàn bay từ dưới gốc lên chắc không phải là 4-5 mét nha. Trồng ngay trước cổng luôn. Cây bay này chắc có lẽ là khủng nhất ở khu Long Điền quá. Thậm chí là Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Hoành chỗ này to lắm. Hành chỗ này chắc phải 4 cỡ 80. Cỡ 80 hành đó quý khán giả. Bay không được tự nhiên cho lắm. Nhưng mà cũng rất là đẹp nha. Đó. Ảnh chồng ra cửa. Thấy chưa? Bên này có cây đế giống như đế thú vậy đó. Bonsai nha. Đẹp không? Bên này cây sù nè. Đó, cây này sù ha. Hoành chắc cũng cỡ 50. Cây này cũng bay nè. Đó, cây này cũng bay. Cây này mới giữ nè quý khán giả. Cây sù chảy đang cày luôn. Xù chảy mà bonsai kiểu này là hơi bị hiếm nha. Đó, hoành chắc cũng cỡ 80 ạ. 70 80 á, xem tầm đó đó. Xù toàn thân luôn. Ở trên đây có nguyên cái cục cục xù giống như nu lọc vậy nè. Đây nè. Đó, nguyên cục luôn thấy không? Chỗ nó ra ra nụ ra đọt chi chít luôn đó, nguyên cục cục này to á nào quý khán giả. Đó, nguyên cục luôn nè, thấy không, cục này to, cục này nắm cả bàn tay á. Xù đã không, ảnh chơi ít cây thôi nhưng mà cây nào cây nấy có nét không nha. Cây bonsai nè, hoành cả trăm nè. Cây này hoành cả trăm nè. Đó. Dữ chưa, cả trăm hoành á. Đây cây nữa nè, cây này 2-3 tầng luôn, cây này cũng xù luôn nè. Đây thêm cây nữa nè, cây này xù búp măng nè, nguyên cục nè, cục này chắc cũng cỡ 70 ạ. Đã chưa? Cây này anh cưng dữ lắm hay sao mà anh xích lại luôn nè. Này cỡ 20 50 thôi, búp măng 50 à. À không? Đó, có được 1 2 3 4 5 6. Bên hai nữa là 8, khoảng chục cây quý khán giả. Chục cây mà cây nào cây nấy nét nét không ha, có mấy góc này. Đó, xù hai góc này khủng nhất dưới góc bay hả, xù hả. Đó, quay sơ sơ cho quý khán giả mình chiêm ngưỡng thôi nha. Anh đứng ở trong anh chủ, hello anh.